Kính thưa sư, con xin hỏi vài vấn đề như sau. Một người đã thọ tám giới, từ bỏ gia đình, cạo đầu, đi khất thực, nhưng không đắp y, không tự mình là sư thì có phạm giả tăng tướng không? Một người biết kiếp này khó tu thành chánh quả, mong sinh về cõi trời đợi vì Phật vị lai thì có được coi là tà kiến không? Một người nhiều bệnh thì có nên đi tu không ạ? Hay là tu tại gia? Thì xin thưa với quý vị đó, từ những cái thông tin câu hỏi của vị này thì nó cho thấy vị này là một cái người nhiều bệnh ha. Nhưng mà bây giờ có thể là cái bệnh này là không đủ điều kiện để xuất gia. Có thể là, một là không đủ điều kiện sức khỏe, hai là nó rơi vào một số cái loại bệnh mà không cho xuất gia. Thì vị này mới suy nghĩ là bây giờ nếu như mà mình tự cạo đầu rồi mình cứ tu thôi, nhưng mà mình không có đắp y rồi không có nhận làm sư như vậy thì có được hay không? Và nhắm là có thể là với cái sức khỏe của mình thì không có được tu lâu dài, thì không có chứng đắc được đời này, thì bây giờ nguyện gặp Phật đời sau thì có coi là tà kiến hay không? Thì cái tình hình, cái nền là như vậy ha, chúng ta biết cái nền là như vậy. Tôi có một vài lời khuyên như thế này. Đầu tiên là cái chuyện mình không có đắp y ấy, thì và không nhận làm tỳ kheo ha, thì không phải là tăng, thì không có chọn tăng tướng. Nhưng mà quý vị có bao giờ mà nghĩ đến cái trường hợp này hay không? Tức là người ta gặp mình, người ta cứ kêu mình bằng thầy á, cái kiểu mình cạo đầu rồi mình mặc đồ lam rồi người ta cứ kêu mình bằng thầy. Ban đầu thì mình từ chối, mình giải thích, nhưng mà từ chối giải thích riết rồi mình mệt quá, mình không giải thích, không giải thích nữa, rồi từ đó là mình thành ông thầy tu nào mình không hay. Quý vị có bao giờ nghĩ đến trường hợp đó hay không, và trường hợp đó là có thể có và không hiếm là nha. Cái thứ hai đó là đừng có lý tưởng quá mà quên cái chuyện là cái sự thật đó, nó không có giống như cái mà mình tưởng tượng ở trong kinh tạng đâu. Đời sống tu sĩ, đời sống tăng đoàn ở thời Đức Phật rất là đẹp, nhưng mà quý vị nên nhớ là bây giờ đã hơn 2.500 năm rồi, nó có rất nhiều những thay đổi, nó không giống như trong kinh, ngay cả xã hội của mình cũng không giống như xã hội Ấn Độ thời đó nha. Cho nên là đừng có lý tưởng quá cái đời sống xuất gia, mình phải lường trước được những khó khăn của nó và những cái vấn đề thực tại của nó. Và nhắc cho quý vị nhớ là bản thân sư khi mà sư đi khất thực cũng còn khó khăn, từ cái chuyện mà xin để được đi khất thực cho đến cái chuyện là đi khất thực. Mà một ông sư nha, sư nói trước, một ông sư, sư là ông sư, sư ôm bát sư đi ra ngoài đường, còn có cái người ta nói là còn có cái danh, tức là mình gọi gọi là cái gì ta, chính danh, còn có cái sự chính danh nha. Còn mình không phải là một ông sư mà mình cầm cái bát mà mình đi khất thực là coi chừng nha. Sư biết là một số vị ông sư thiệt luôn á, chứ không phải ông sư giảm đâu, mà ôm bát đi khất thực là mời về đồn á. Thành ra là đừng có lý tưởng quá mà mình quên đi cái sự thật. Nói chung thì tùy lựa chọn của quý vị thôi. Nếu mà mình nhắm sức khỏe mình không tốt mà mình muốn tu thì đó cũng là chuyện tốt. Sư ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ cái chuyện quý vị tu. Nhưng mà mình cần phải cẩn trọng và mình có được cái sự lường trước, chứ đừng có cái kiểu là mình siêng rồi mình tinh tấn được một thời gian ngắn, rồi sau đó đó những cái khó khăn nó bủa vây, những vấn đề nó ập tới, rồi thì do mình không có chính danh cho nên là cũng không kêu gọi được ai, không có ai giúp đỡ,
Rồi từ đó là mình bắt đầu là mình buông xuôi hoặc là mình có những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó là cái mà sư phải nhắc nhở quý vị. Còn cái chuyện tu đương nhiên luôn luôn là chuyện tốt ha. Thì đó là cái sự lựa chọn của quý vị thôi. Trước khi mà sư có cái kết luận cuối cùng á, thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường có cái chia sẻ gì về cái trường hợp của vị này. Dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cũng rất là quý cái câu, nói chung là rất là hoan hỷ với cái câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Hoan hỷ vì Đại Đức trả lời ba câu hỏi này theo cái hướng mà gọi là phân tích tâm lý đó, phân tích tâm lý của người hỏi đó, nên rất là tán thán. Về cái phương diện phân tích tâm lý thì Đức Hạnh Tuệ đã phân tích rất là sâu sắc rồi, cho nên là sư sẽ không có trả lời theo hướng đó. Rất rõ ràng rồi, mà sư cũng đồng ý với Đức, nên sư sẽ không trả lời theo hướng đó, mà hướng đó mà sư sẽ trả lời theo cái hướng mà giống như từng ở đây ba câu hỏi này là ba câu hỏi riêng rẽ, ba riêng rẽ không có liên quan gì với nhau hết. Thì riêng câu hỏi đầu tiên á là mới nói là một người đã thọ tám giới, từ bỏ gia đình đi khất thực, ông đắp y á, thì có tự nhận mình là sư không, có phạm giả tăng tướng không? Thì một lần nữa sư cũng xác nhận là quý vị là trong tinh thần tạng luật, đúng như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, là khi mà mình trường hợp mà gọi là chậm tăng tướng ấy nha, tăng tướng nha, đây là mình cái hiểu cái chữ chữ chậm tăng tướng là nói về tỳ kheo đó. Chỉ khi nào một người tự mình đắp y đi đến hội chúng tỳ kheo, tự nhận mình là tỳ kheo mà chưa được chưa tu pháp tu là bậc trên, thì tự nhận mình là tỳ kheo chứ hội chúng thì mới gọi là chậm tăng tướng đó. Cho nên là cái câu số 1 thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ. Riêng câu số 2 là cái vị này hỏi là quên, cái câu số 1 nó cũng có cũng vấn đề về thư, cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ cái quan điểm này đó. Là khi mà Đức Hạnh Tuệ á nói là khi mà mình đi như vậy đó, thì cái lâu ngày á người ta ban đầu á thì dùng người ta hỏi mình là có là kêu thầy thầy thì mình thầy giải thích, nhưng mà nhiều người hỏi quá không giải thích á, thì xin thưa cái vấn đề này có liên quan ở trong kinh tạng thưa vị, chứ không hẳn nhiên mà Đức Hạnh Tuệ đưa ra ví dụ ở đâu, cho nên mình phải hiểu. Đức Hạnh Tuệ khi mà gợi ý cái vấn đề đó, làm sư nhớ đến cái câu chuyện liên quan đến ông Bà Hí Giá. Bà Hí Giá đó. Bà Hí Giá là sao thưa quý vị? Bà Hí Giá là một cái người bị đắm thuyền, rồi ông may mắn sống sót. Rồi sau đó là ông cái sự sống sót đó, thì ông mặc lá cây, rồi ông ngồi gốc cây gì đó, ông ngồi lim dim thì ngồi tịnh đó, ngồi cái kiểu giống như rất là thanh tịnh, mà cái hình tướng đó, gọi là khổ hạnh nha, ở đây là không phải đầu đà nha, mà là khổ hạnh nha, khổ hạnh. Thì người ta nhìn qua nhìn lại năm này với tháng nọ vậy đó, ta thấy như vậy người ta thấy ồ, hôm này sao mà tu khổ hạnh, mặc lá cây này nọ, ngồi lim dim không, tu thúc cò ở gốc cây rồi dữ dằn nó vậy không. Thì một một ngày hai ngày thì đối với ổng là ổng cũng bình thường, riêng tâm lý bình thường thôi, thì mấy người rất bình thường. Nhưng mà một thời gian dài người ta lại người ta sùng bái, người ta đảnh lễ, người ta cúng dường này nọ quá, thì từ đó ở nợ ổng đâm đâm ra làm cho ổng gọi là cái ngộ nhận là à, mình ngồi đây mình cũng lim dim gốc cây nè, không người ta lệnh bê là lễ bái cúng dường mình bản thân mình cũng thấy cũng thanh tịnh đó, mình thanh tịnh mình xứng đáng được cúng dường, nên chắc mình đắc quả thánh nè đó. Cái đó rất là nguy hiểm thưa quý vị, đó là câu chuyện mà bay giá đó không. Thì nhưng mà may mắn là ổng có một người bạn trong quá khứ ổng nhá, là một vị Phạm Thiên, thì mới xuống mách bảo ông là ông không phải thánh đâu, ông muốn là thánh thiệt, thánh hàng riêu hàng thiệt á, hàng xịn á, ông đi gặp gặp Đức Thế Tôn đi đó, rồi 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 Đức Thế Tôn á sẽ hướng dẫn cho ông biết thế nào, mà cách cách hướng dẫn tu tập thế nào để làm vị thánh.
Cho nên quý vị phải lưu tâm đến cái vấn đề Đức Thánh Tuệ có nói đến, có liên quan đến một câu chuyện trong Kinh Tạng, chứ không phải đơn thuần nữa quý vị. Còn vấn đề thì câu hỏi số 2 là vị này hỏi là nếu một người biết kiếp này khó tu thành thánh quả, quý vị ngay cả trong cái bế đầu này nè, mà sư đã thấy á, sư thấy mà cái vị này dùng là biết kiếp này, cái chữ biết này nè là nó xảy, cái chữ biết này nè chỉ là một chữ biết thôi, và đối với sư nghe chữ biết này nó xảy nó vô số vấn đề a b c d dắt luôn, nó vô số một vấn đề luôn. Tại vì biết, quý vị biết như thế nào, cái mức độ biết của quý vị á là nó dừng ở mức nào. Tại vì nếu quý vị biết có theo cái kiểu mà giống như là định nghiệp vậy đó, biết chắc, mình biết chắc mình phàm phu, mình phàm phu, nghe quý vị nghe rõ là mình phàm phu có đầy phiền não chất chứa trong người, đúng không? Mà mình nói thí dụ, tại đây xin thí dụ trường hợp thứ nhất đi, là ông này cũng cái vị này mới nói là biết 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 chắc là khó tu thành thánh quả, thì cái biết này thì thấy đây có vấn đề, nó có thể tạm gọi là tà kiến nha. Tại vì quý vị đã cố định rồi, định là định định đặt là kiếp này là chắc chắn 100% là không thể nào mà toàn chánh quả rồi. Thì cái này rất là nguy hiểm. Còn cái biết có thể vì cũng là cái biết, nhưng cái biết thứ hai biết là do mình bệnh tật, do mình cái điều kiện tu tập mình bây giờ nó khó, đúng không? Mình thôi kệ kệ, ráng tu lúc nào được hay lúc đó, đúng không? Chứ cái khả năng mà chắc thánh quả thì chắc là khó. Thì cái biết này còn tạm chấp nhận được nha. Nhưng mà sư có một lời khuyên quý vị, tại vì cái chữ biết này nó xảy, chỉ vì một cái chữ biết này là nó xảy ra biết bao nhiêu vấn đề, mà quý vị muốn biết mình đó là có tà kiến hay là có chánh kiến thì quý vị chịu khó nghiên cứu kinh kinh Sa Môn Quả, xin lỗi, kinh Phạm Võng, bài kinh Phạm Võng, bài kinh Phạm Võng, thì trong đó Đức Phật ngài mới giảng giải về 62 loại tà kiến. Quý vị xem rõ, xem giảng giải rõ, xem đọc chánh kinh, và thậm chí vị có thể nghe những bài giảng á, mà những vị giảng sư mà có giảng dựa vào chú giải, phụ chú giải đó. Quý vị tự kết luận mình là xem á, cái nội tâm mình, cái biết của mình á, nó có rơi vào 62 tà kiến không. Vì mới kết luận được ở đây, sư ở đây là hỏi có tà, hỏi là có tà kiến không, là quý sư không kết luận được, tại vì cái chữ biết này nó chung chung, đúng không? Nó không đủ dữ kiện để kết luận là có tà kiến không. Rồi cái vế sau quý vị nói nè, mong sinh về cõi chờ chờ đợi Phật vị lai. Thưa quý vị, tại sao á, ngay cho trong hiện tại bây giờ quý vị không mong á, là mình có chánh kiến để mình sớm ngày được giải thoát? Sư ví dụ á, là nếu quý vị mong vì cái nghĩa là cái chí nguyện quý vị, cái thiết tha ná hay là cái quyết tâm của quý vị á, sư cho là thành tựu nha, thành tựu quý vị gặp được Phật vị lai, nhưng mà rồi quý ba la mật quý vị không đủ, quý vị không phải là người tâm nhân, mà xui một cái nữa gì nè, quý vị tà kiến, mà tà kiến này trong cái nhân tà kiến này nè, không có một không đức đức Thế Tôn không có đủ duyên để tiếp độ quý vị. Thì xin hỏi quý vị, cái việc gặp với việc mà quý vị mong sớm ngày, sớm được ngày giải thoát tử luân hồi, bởi vì cái ý nghĩa quý vị mong, chỉ mong được gặp ngài thôi, cái nào có ý nghĩa hơn quý vị phải suy xét kỹ. Cho nên á, là dù gì đi nữa mình cũng phải mong là có chánh kiến nữa, có chánh kiến và sớm ngày đoạn tận đó. Còn mình mong gặp Phật nhưng mà trong khi bản thân mình hiện tại nè, mình đầy tà, đó, mình đầy tà kiến, ba là mặt mình không chịu làm đó. Rồi mình lại không vun bồi, mình lại là người ta, tâm nhân đó, trong trong tương lai đó. Đó. Vì những cái nhân đó, cho dù quý vị gặp Đức Phật, nói thẳng câu dân gian, nghe câu sử dụng từ dân gian, quý vị cũng bó tay luôn, không đâu giúp quý vị được, quý vị không có đủ những cái nhân mà những yếu tố mà để giác ngộ, không có duyên nữa là thua đó. Đó là câu hỏi, cái câu trả lời số 2 của sư. Và câu trả lời số 3 là một người nhiều bệnh có nên đi tu phòng mã hay tu tại gia? Đối với sư nha, đây là câu trả lời riêng sư. Không phải á, là một cái việc đi tu nha, cái việc đi tu này nè là không chỉ dành riêng cho cái người bệnh về vật lý, có nghĩa là bệnh về thể thể chất đó, bệnh về thể xác đó, mà người thường cũng tu quý vị.
Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ á, phàm phu mình nè là có bệnh nha quý vị. Nội tâm mình đè chất chứa đầy phiền não, đầy ô nhiễm, đúng không? Thì vốn dĩ đó là căn bệnh này, căn bệnh trầm luân trong sinh tử luân hồi rồi. Vốn dĩ cái người đó, cho nên là quý vị đừng có nghĩ là phải bệnh mới là tu, phải già mới tu, đúng không? Nói thẳng một điều là cho dù người bình thường khỏe mạnh cỡ nào, giàu có cỡ nào, đúng không? Quyền lực cỡ nào thì cũng phải tu quý vị. Đó. Cho nên đó, là mình đừng nghĩ là có bệnh là tu. Còn cái việc mà quý vị hỏi tu tại gia hay là tu tại gia hoặc là nên đi tu không á, thì xin nói là cả hai, đúng không? Nói chung mình tranh thủ tu, đã biết đã hiểu rồi thì phải tranh thủ tu, tu mọi nơi mọi lúc, đúng không? Ở nhà tu được thì tu ở nhà, rồi còn nếu có điều kiện thì đi tu. Đó. Chứ mình đừng có nghĩ là mình phải mình làm bệnh á, nhiều bệnh thì không thể đi tu gì đó. Ngay cả người bình thường nè, mình đầy phiền não là sao mình tu được? Tại vì quý vị, suy nói quý vị nha, nếu quý vị có tư tưởng á, là phải thế này phải kia á, phải mới nên tu á, bởi quý vị không hiểu á, là mình đang là một người bệnh á, thì trong tương lai quý vị á, sẽ gặp những cái điều này nè. Nếu quý vị không tu á, trong tương lai quý vị sẽ gặp nữa là sinh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nặng tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người, không trong tất cả mọi thời. Đó, cái việc không tu nha, cái việc không tu đó. Đó. Chứ không phải là nhất, không phải là mình bệnh mới tu thì mong là quý vị và cái đời lời nhắn gửi của cụ sư là mong là dù gì làm gì cũng gì, mình phải đề cao chánh kiến gì đó. Chánh kiến tức là trí tuệ, mà trí tuệ là nhân để cắt đứt phiền não và sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Em cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây. Thưa với quý vị, cái vấn đề là có thể là cái câu trả lời của các sư nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định đời tu của người hỏi, cho nên là các sư rất là cẩn trọng. Sư đưa ra hai cái phương án để là mình rạch ròi. Một, mình là cư sĩ thì mình vẫn sinh hoạt như cư sĩ và mình tu tứ niệm xứ, rồi mình tạo các cái công đức. Nhờ như vậy đó mình có cái phước để mà mình đi lên. Như là trong trường hợp ở trong chú giải Pháp Cú có một là cái câu mà mùa mưa ta ở đây, mùa khô ta ở đây, kẻ ngu nghĩ như thế không thoát khỏi nạn tai. Có nhắc đến một cái vị thương gia, định định là hết mùa mưa thì vị này sẽ đi làm ăn tiếp. Đức Phật cầm mỉm cười, ngài Ananda hỏi tại sao Thế Tôn mỉm cười. Đức Phật nói người này đang suy tính là hết mùa mưa thì sẽ đi là mua bán, nhưng mà 7 ngày nữa người này sẽ chết và người ta sẽ thả trôi sông. Thì ngài Ananda vì lòng từ mẫn, Đức Thế Tôn biết là khi ngài nói như vậy ngài Ananda sẽ làm như thế, thì ngài Ananda vì lòng từ mẫn ngài đến và nói với cái người thương buôn đó, và vị này rúng động bởi vì biết Đức Thế Tôn nói không bao giờ sai. Thế là vị này nỗ lực đem hết toàn bộ tài sản để đi làm phước, và bản thân vị đó đó thì tự tay bố thí cúng dường. Sau hết 7 ngày thì vị này sau khi tiễn Đức Thế Tôn đi, vị này rất là mệt và cảm thấy mệt mỏi và nằm xuống, và thế là cũng mệnh chung, sau đó được sanh thiên. Nói như thế không có nghĩa là kêu quý vị bố thí cúng dường, bởi vì sư thấy theo cái sự lý giải qua ba câu hỏi thì có vẻ như gia đình quý vị cũng không khá giả. Cho nên là ở đây sư không phải là sư kêu gọi quý vị ha, mà là chúng ta nên suy nghĩ là nếu như chúng ta làm cư sĩ thì hãy ráng nỗ lực tu trong cái thời gian còn lại của mình. Còn nếu như mình làm tu sĩ thì lại càng phải nỗ lực tu. Nếu như mà bệnh của quý vị không thuộc vào những trường hợp cấm tu thì vẫn có thể xuất gia được.
Nhưng mà nếu như xuất gia làm tu sĩ thì phải chuẩn bị tâm lý, tức là mình tu tới chết, tức là mình chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là tử vì đạo, vì đạo nghiệp, vì sự giác ngộ của bản thân mình sẵn sàng mình chết. Như trường hợp ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến một vị trưởng lão, vị này nằm đau đớn quằn quại trong phân và nước tiểu, coi như là vào những cái ngày cuối đời vị này không có thể tự kiềm chế được. Bạn đồng tu đến và chia sẻ cái nỗi bất hạnh, thì vị này nói: này hiền đệ, cái chuyện mà tôi được sanh thiên là cái chuyện đương nhiên, bởi vì tôi biết cái giới hạnh của tôi nó trong sạch. Nhưng mà cái khó là như vậy, tôi không muốn chết mà mình chưa chứng thánh, khi mà tôi còn trong khi tôi vẫn còn giữ được cái giới hạnh này mà tôi không muốn nó lãng phí. Cho nên là vị này nỗ lực tu tập và cuối cùng vị này chứng thánh trước khi mà mệnh chung. Có nghĩa là nếu như mà mình nghĩ cái chuyện là mình tu miên mật thì nó cũng tốt, còn nếu mình nhắm cái sức mình không được thì mình nó vừa vừa thôi. Nhưng mà sư nhắc cho quý vị nhớ từ hồi đầu sư có nói đó, đừng lý tưởng quá nha, rồi tới hồi mình gặp trắc trở thì mình lại nản lòng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.